Hà Nội vừa ghi nhận ca dương tính thứ 11 ở quận Tây Hồ. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh điều trị và khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân theo quy định. Chiều ngày 17 tháng 8, theo tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội, thành phố đã ghi nhận bệnh nhân COVID-19 thứ 11. Đây là bệnh nhân nữ, 33 tuổi, ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Bệnh nhân này là kế toán tại công ty trách nhiệm hữu hạn Inchang, địa chỉ tại phường Mỹ Đình 2, quận Nam Tử Liêm. Bệnh nhân này đi du lịch tại Đà Nẵng từ ngày 19 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7 cùng công ty. Đến ngày 16 tháng 8, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm. Kết quả, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã tiến hành xác minh điều trị và khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân theo quy định. Sở Y tế Hà Nội cũng đã có báo cáo về ca bệnh này với Bộ Y tế. Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 Bộ Y tế sẽ công bố mã bệnh nhân này mang số 979 vào ngày mai 18 tháng 8.